Sáng hôm nay trời hơi âm u quá ha. Không biết em đang đi bộ về em đang làm gì đây? Sáng hôm nay em sẽ làm điều gì để cho quý vị để xem cái clip này đây. Coi có cái gì hấp dẫn không trời. Để coi coi. Có tình cờ có gặp ai không? Có làm cái gì không? Dự án em là cái gì đây? À, thôi em đi tới đây rồi. Em đi tới đây là em cứ quẹo vô cái chỗ này. Không? Thấy đây em quẹo vô chỗ này. Quý vị thấy không? Đó. Nơi mà băng đĩa trung tâm Thúy Nga. Mà quý vị xem tất cả các gì trong băng đĩa Thúy Nga. Cái gì cũng hay hết ha. Đâu mình bước vô trồng coi nha. Băng đĩa nhiều quá kìa. Cô bán băng đĩa cũng đẹp gái nữa nè, thấy không? Chào cô. Chào con. Dạ. Đây là trung tâm băng đĩa Thúy Nga, thấy không? Anh, dạ, dạ, khỏe anh ơi. Chờ chút Thủy ơi. Lâu quá mình không có ghé trung tâm băng đĩa Thúy Nga. Hôm nay ghé chị yêu. Khỏe không? Dạ khỏe. Em đang quay cái clip ghé thăm trung tâm. Ok. Dạ. À, quý vị thấy không? Chị có cô Phương Hồng Ngọc đáng lẽ cô về Việt Nam. Dạ. Cái xong rồi đáng lẽ cô về ngày 17 tây đó, bây giờ dạ. Cái lại là nó không cho lên máy bay. Ai mà đẹp gái dữ vậy ta? Dạ đó. Không cho lên máy bay. Dạ. Tức là bây giờ cái dịch nó nhiều quá. Bên Việt Nam. Người ta không cho cổ lên. Dạ. Chết mồ vậy mình cũng đâu về Việt Nam được đâu Thủy. Đúng không? Thì đó bởi vì giờ bệnh. Bây giờ tháng 7 muốn định về làm sao về đây? Tính về bển quay liên tục cái công việc cái bển nè. Thì phải chịu cách ly. Nếu mà cho 20 mấy ngày á, dài đăng đẳng làm sao chúng ta chịu nổi. Cái gì vậy quê chú ơi? Sao đòi cái nón đã vậy? Tại làm biếng chạy tóc. Yeah. Sáng tắm xong, sáng đầu cái làm biếng làm cho đẹp. Bộ đồ này là phải là người Nhật không? Đúng rồi, mà 10 năm rồi đó. Dạ hả? Vẫn mặc vừa là thấy good. Wow, lạ lùng quá hả? Bộ đồ này dễ dàng mặc vô. Nhưng mà có một lúc mà cần thì nó hơi khó. À, ví dụ bận mà là 5-6 tiếng đồng hồ mà lúc mà gì đó thì nó rất là khó khăn. À, có gì giải quyết bầu tâm sự là khó khăn đúng không? Duyên của bạn tôi thiệt là. Mặt nó đẹp dữ. Mặt nó đòi hơn nghe luôn á. Quá trời băng đĩa luôn tất cả quý vị. Thấy không? Không biết là cái cuốn nào để em đóng mấy cuốn đi. Em cũng có hát mấy cuốn mà không biết cuốn nào. Nhiều quá em không thể nào mà tìm được. Đúng không? Quý vị đến vẫn còn để đây là một cái trung tâm băng đĩa. Vẫn đặt ngay chỗ cái văn phòng ngay chỗ này. Trên đường Moren. Đó, bô sa quẹo vô một cái. Vài trăm thước là tới liền. Nhá. Coi như là ai yêu mến băng đĩa trung tâm Thúy Nga thì mình đến đây mình ủng hộ, rồi mình mua cái những cái DVD mà mình thích, hoặc là CD mà mình nghe tiếng hát của ca sĩ nào, cô bác, anh chị, ca sĩ nào mình thích thì mình đến đây mình mua trực tiếp luôn ha cả nhà ha. Hấp dẫn quá đi. Hôm nay là dự án của em với Thủy, với Ngọc Quyền chuẩn bị làm cái gì. Quý vị sẽ đón chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới nha. Ok, đây là văn phòng. Ok, bây giờ em chuẩn bị vô hộp chích.
dành cho cái của tụi em dạ. Hả? Em muốn tập á, mình sẽ hẹn với mấy ảnh riêng về tới nhà em đi, ở đây nó gần hơn nhà chị cũng xa. Ở Westminster mình không em có căn nhà nào đó đó. Đó thì mình hẹn ở đó. Nó quay rồi kìa. Mình hẹn ở đó để mấy anh lên tập cho mình trước một buổi. Thì sao xong rồi tới cái bữa mà nhưng mà 27... bây giờ sorry chị nói không nói đi nói thì tới bữa 27 tụi mình sẽ chạy qua một lần nữa, thì ra mình có hai buổi tập. Còn nhạc Hồ Quảng đó, tụi em mới bị có nhạc Hồ Quảng, cái này dễ thương quá nha. Dạ cảm ơn chị. Chị cái bài Hứa Tiên là chị chọn cái bài của em gì đen là cái gì, Ly Hận đúng không? Ly Hận. Đúng rồi, Ly Hận vẫn rồi, cái Sương Chiều Tiểu Khúc cũng giống nhau luôn. Chỉ có cái bài kia đó thì tụi em thấy khó, tại vì cái bài đó tụi em chọn, cái thằng này chọn nè. Nhưng mà cái bài đó rất là khó, nhưng mà khi chị hát demo nó vô biết gì đó là tưởng chọn làm như professional có ai phát đồ này kia. Đáng lẽ chị phải giống như em đó, chị phải làm kiểu này nè, phải có chị, này. Bữa trước em bỏ vô ngày với lại nè, thí dụ như em làm gì đó, em xin chị em bỏ vô hết. Trời, nó nằm trong đây nè, bị xuống bắp tuyết Nga để bên nhìn không có lộn, lỡ mất gì mình in ra. Chị tôi phải học bữa trước cái nó nè, chị thì quá cái này nè, chị Messi lắm, coi là đồ chị nè, chị có quá trời, chị có quá trời kinh ký đúng không? Em đâu có ai đâu, em tự làm cái vụ Hồ Quảng bữa trước á, là nói ví dụ cái bài em chọn là em hát, bài chị chọn chị hát, bài Long chọn Long hát, tự nhiên giờ chia rồi tùm lum gì không, bây giờ cái đoạn thì một đứa hát nó vô duyên lắm, nó phải không, như không, vậy đó, đúng không? Bây giờ cái sườn cái sự tức là cái idea là làm sao nè. Dạ phải cho em đeo, em yếu, em chưa có đi đeo cái bị bầm luôn nè, chưa có đi bắn đó. Cái đầu tiên á là ba đứa tụi em muốn hát cái bài đầu tiên á, Long có cái bài Trách Ai Vô Tình, nó là liên khúc Lý, Long sẽ hát Lý Mỹ Hưng. Ha. Trách Ai Vô Tình của Nhật Ngân á phải không? Dạ không, của Lời Gián Tiên, cái này là cải lương chứ không dính gì bản quyền á, cái chị Điện là dân ca. Nhưng mà cái người này mình có trả tiền đồ này kia, biết ổng biết người ta trả tiền không? Cái Gián Tiên em không biết Long, còn cái này là Phố Thu thì mình biết nè, còn này của em không lo. Nhưng mà em nghĩ mấy cái bài Lý này đó, cái này hát sao đây, cái này tên chị có một bài nơi vô gì cũng xa nhau hát rồi. Ồ cái này là của Nhật Ngân. Ủa, chú Nhật Ngân không có Gián Tiên gì hết, cái này của chú Nhật Ngân. Nhật Ngân rồi em sửa lại, chú Nhật Ngân vậy là cũng của nhà nhà phải không? Nhật Ngân bài này của chị của Thúy Nga. Của Nhật Ngân nó để trên mạng đó là Gián Tiên, em không bao giờ biết bài này. Gián Tiên là ca sĩ Gián Tiên hát á, Phi Nhung hát đó là của Nhật Ngân. Dạ đúng rồi chị, Phi Nhung hát á, tình là của Nhật Ngân chắc chắn tới cái lời thôi, chứ cái Lý đó là của cải lương, cái Lý đó của cải lương. Trên Dòng Sông Buồn Lời Phố Thu thì của nàng này cũng hát Thúy Nga rồi. Phố Thu là ai? Hồi trước em audio em trả tiền, em nhờ trả tiền cái bài audio rồi, nhưng mà cái này quay hình để em nhờ người ở bên đó liên lạc chứ. Phố Thu chứ dễ lắm, dễ lắm. Chị muốn thì để Thủy nó liên lạc không thôi, thì em kiếm người liên lạc xong. Cậu này cái xin này, đừng trách cuộc đời là của em thu. Thu rồi cho nên không có vấn đề, em trả rồi cái audio, nhưng mà giờ quay á thì mình xin mình trả thêm, mình xin mình trả thêm. Phố Thu hình như là tác giả nào cho chị quên, thường thường ổng ưa là viết cái ai chứ. Phố Thu không biết không? Em biết chú nhưng mà không có thân. Nhưng mà hôm bữa đó em nhớ là hôm bữa Hà Sơn nó nói chú bị bệnh, em có gửi tiền gì cho okay. Cho nên là không dễ lắm. Hà Sơn, để em coi, em lấy lại cái text của nó. Em có gửi tiền về em tặng chú. Theo như bữa cái bài em sẽ liên lạc được. Bài gì đó? Cái anh Thu. Mấy nhạc sĩ nghèo nghèo á chị, già già đó. Nhạc sĩ Phố Thu đúng rồi. Dạ. Phố Thu ha. Có Phố Thu. Cái em thì âm không có quen, mấy đứa trẻ nhạc sĩ cái nó biết, cái nó nói chị ơi cần chị gì có, cái là có hồi đó ông có gửi nhạc cho chị. Có gửi nhạc cho chị ha. Mấy chú nhìn lắm chị định luôn được coi. Mấy Hà Sơn hiện giờ em đang liên lạc cho thằng gia đạo giao đãi đầu chị với em vô mình bỏ. Thì bữa đó mình cũng có bàn rồi đó, là vô là em vô hàng mặt em ngâm, em cái ngâm bắt đầu cái em nói chuyện với thằng Long, em bước Long bước vô luôn nha. Nói chuyện với thằng Long hả? Ghét ghê. Kêu bằng anh không kêu kêu tự nhiên nói chuyện với thằng Long. Thôi kêu bạn đi. Bạn thôi kêu người yêu đi cho nó. Xin lỗi, xin lỗi. Nhỏ tuổi hơn em đó. Thôi mình vậy đó. Thì em nói chứ xin lỗi Long ơi. Thủy xin lỗi. Em với nói có gì cái này mình sửa lại nha. Dạ. Chị sẽ sửa lại ha. Mình rồi. Chấp gọn thôi. Không thì đó, lên bữa trước chị quên á. Bằng anh bữa trước hả? Chị quên không, á. Chị không quên. Chị thấy không kêu bằng thằng Long. Mình không có nói giao đãi. Với chị nói nhưng thôi đừng sợ nắng quá không có. Không,
có những cái xong, hôm qua lại cái, vậy nó vui. No, rồi cái xong chị còn nói gì nè, chị còn nói là coi như Ngọc tới Nguyễn đó cái bỏ cái câu kêu Kim Tiểu Long bằng anh, bỏ mà. Cái câu bỏ cái thế câu không? Là cô đứng lại đi chị, bỏ luôn là bỏ em luôn. Đi ra luôn em rồi ra anh luôn. Chị tự vô mình bỏ đó luôn, đúng rồi nghe em nó vô luôn. Nói cũng như hát xong thôi em hẹn anh mà một tuần sau gì đó rồi chị đi vô, nhưng mà chị vẫn để nguyên bản lý do cô đứng lại, cô đứng lại nó không có sóc chơi vậy đó mà, nhưng mà vậy thôi cũng bỏ nha. Cái đó nó với lại thoại ngồi đó nó không hay thì nghĩ vô, tại cái này giống như mình hát cái lương phải xong rồi bắt đầu rồi hai người thoại hay thì thoại em vô em thoại dở lắm, tự nhiên mày định cô đứng lại, cô đứng lại đồ quỷ sứ, bữa đó bàn rồi. Ok đó. Rồi rồi vậy là mình thông qua này ha chị, bây giờ vậy chị đầu nắm tiên chưa á, chị yêu nắm chưa chị, đầu tiên là tụi em sẽ vô cái bài vô. Tân cổ đạo làm con liền, đạo làm con rồi rồi sau khi hát về cho cha cho mẹ luôn thì bây giờ hát cho cuộc đời, rồi khi tụi lý, em sẽ nói chuyện lý, hát ha. Cho cuộc đời thì nói hay, em cuộc đời em sẽ bị người ta phủ phàng tình yêu không à chị ơi, thôi giờ em xin hát cách ai vô tình Kim Tiểu. À trời, chị nói như vậy là em rách nát cả trái tim của rồi. Em cho nên là tại sao đời phải phụ em, tại sao như vậy, tại sao như vậy em, tại sao em phải khổ vì tình tại yêu, tại quá đẹp trai hay. Mà tại em quá đẹp trai phải không, cho nên là em mới bị nó vậy là Thủy bây giờ Thủy để nói nè, thật sự ra đó thì cuộc sống của Thủy bây giờ thì cũng hạnh phúc nhưng mà chưa hát nha, tụi em chưa hát, tụi em chỉ nói thôi, nhưng mà thôi không dám nói hạnh phúc mà cũng ổn định cũng ổn định, nhưng mà em thấy đó đa số đó cái người phụ nữ đó đa số tình đâu đừng có nói, tại vì Long á là Long đàn ông đạo vợ chồng không chị, nhưng mà đây là Long á là Long đàn ông mà Long trách phụ nữ, cho nên Thủy sẽ trách lại nói ủa anh nói vậy không đúng, em phụ nữ này phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi, là diễn viên thượng thặng mà thì nói gì là không được em là nha, mình hát thôi mà đúng không, chưa đâu tôi em đâu có thất tình đâu không nói, không em không có thất tình, em nói là trong những cái cuộc tình em đùa với chị yêu á, dạ dạ thì em nói là em phụ trách ai vô tình là trách người phụ nữ tới Thủy thì chị nói tại sao chị có trách thì một con người phụ nữ, chúng tôi ngồi chờ chồng sao, chúng tôi chờ người yêu tôi thất tình sao tôi cũng bị phụ tình, thì bây giờ Thủy đang là trách thân phận buồn và cho người đàn ông rồi tới em em sẽ nói rằng nhưng mà em không có hát rồi, tụi em chưa hát em nói sao nãy giờ tụi em nói sao chị thấy mệt quá, bây giờ tới tuổi chị rồi giờ không trách ai nữa hết, thôi chị thờ mẹ chồng đi có lẽ hay em sẽ bỏ vô chị thờ mẹ chồng của chị hay á đó. Cái đó được á, chị thờ mẹ chồng ai cũng hiểu hết nhưng mà chị nói thiệt nha, mà mẹ chồng chị cũng hiền lắm, bà cũng vậy, chị nói thôi cái cuộc đời này nó vô thường đó, mình sống mình yêu thương đi mình chia sẻ, nên chị quyết định chị sẽ đặt một bài hát và chị hát là xin đừng trách cuộc đời này. Thấy không? Bây giờ tụi em hát đi thử coi ba cái bài này của tụi mình có hát vô nhau không? Thì Long hát bài của Long, Thủy hát bài của Thủy, xong tới em hát không bài gì mình giới thiệu bài luôn ha, giao đại để mình hát luôn. Giao ví dụ Long nói luôn. Long sẽ hát cái bài đó, nói gì Thủy sẽ mượn cái bài cái gì trách ai cái gì quên mất, xin đừng trách trách của lời trách của ai vô tình, trách ai vô tình Nhật Ngân. Lời không của Long giới thiệu bài đó xong rồi Thủy mới nói vậy thì Thủy sẽ lấy một cái bài nó cũng trong cái ý nghĩa này mà trên dòng sông buồn của chú Phố Thu để hát đối đáp lại với Long chứ với Long chứ với Long là gắn đáp đi Long nói là cái cách chứ với Kim Tiểu chứ với rồng nhỏ chứ với rồng nhỏ cứ nói phụ nữ chúng tôi phụ tình vậy chứ bộ phụ nam mấy người không có phụ tình của tôi sao đâu có đâu làm bộ nói vậy đó chứ yêu thấy mồ Facebook nè đó. Em có thấy bức tranh này đặc biệt không? Ủa chị yêu ơi, chị yêu chụp hình dính mấy chai nước suối có sao không? Đâu sao đâu. Vậy hả? Cái này là chị sợ mà. Sợ chị yêu đưa lên nữa, mình có quảng cáo gì nữa không? Ồ vậy thì lấy ra sướng không. Không. Ủa sao giống chị vô nè, cái tóc á. Đâu sao. Cái này là một cái nhà, em biết đây là một cái người mà họa sĩ rất nổi tiếng, bởi tranh của ổng là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn đó. Yeah. Phạm Lực ở bên, ở ngoài Hà Nội, và bây giờ ổng bị stroke. Chúng em đang chuẩn bị vào một cái chương trình music cho ngày 27 tháng 5. Chị với của trung tâm Thúy Nga, cả nhà đón xem nha. Chương trình gồm là Kim Tiểu Long Rồng Nhỏ, Ngọc Quyền, Hương Thủy ha. Trong có ca nhạc nè, có Trích Đoàn Cái Lương nè, có. Chị xin chụp cái đi, Kim Tiểu. Dạ. Xin chụp bỏ xuống. Ngọc Quyền ấy cáo này ra cáo này mình thấy to quá. Thôi cái này nó đúng rồi, với lại chị cho em ngồi đây là em bị to. Chị ngồi đây đi.
chị qua đây đứng không ngồi chung em kéo ra vậy nè, chị Thủy chụp từ đó có không lại gần ngay cái giống camera như mình đang bàn với công việc vậy nè, ai làm cho nhìn Thủy vậy nha. Rồi Lâm nhìn đây. Rồi. Rồi. Quá nè, đẹp luôn. Nè. Chị sẽ hết đúng không? Nè, để chị không? Thác qua cho tụi em nha. Đó. Yeah. Chúc selfie 4 người đi chị. Yeah. Ừ. Chị thác qua cho phải em. Có chị luôn. Mới được. Wow, cái bức tranh đẹp quá. Bây giờ tiêu rồi. Chụp thêm cái nữa, chụp thêm cái nữa. Chị em xích qua cái để chút nữa cho chị Thủy qua đi với mình. Để chụp vừa thấy bức tranh luôn. Ờ nhưng mà ok, làm sao mình chụp được ha, để nhờ người ta vô chụp. Mình selfie không? Không sao phì sao không đẹp. Được, được. Để cái máy này nè, cái bấm live. Lấy cái bao này ra, cái bao này. Oh, quên cái bao này. Để em bỏ tôi đội cái nón này là tôi sẽ nhắc cho Long nhớ một cái chỗ mà tôi với Long đi quay ở dưới Bình Dương. Dạ, em rớt cái nón, thì quẹo ngược trở lại lụm. Rồi. Rồi, sao? Hai đứa chạy xe Honda, hai chiếc đi quay cùng bánh đợi. Quay chàng đất ơi, cái xong cái rớt rồi phải quay lại lụm cái nón. Ừ, công nhận. Trời ơi, còn nói tin dị đoan là rớt nón là em không có được. Quách Liên liền. Không cho nó cắn cái liền liền. Nói Quách Liên đi cho mình cái giấy. Rồi, Hương Thủy đi quay với Long về. Long chạy đòi cái nón rớt, gió rớt gì cái tính bỏ luôn thôi. Hương Thủy quẹo trở lại lụm cái nón cho Long. Vậy thì Vương nó liên lạc với Quách Bin luôn ha? Không, em nói trước ha, rồi xong rồi cô Vương sẽ liên lạc Khánh Vương của chị assistant. À chị Khánh Vương mình á. Ờ. Dạ. Sẽ liên lạc rồi xong rồi giấy tờ sau đó đưa tiền bển luôn khỏi em. Dạ. Nhưng mà em cả nhà mình chuẩn bị đón xem nha. Ok. Công của chị rất lớn, kỳ này tụi con, em sẽ có một kỷ niệm tuyệt vời. Em làm công việc tiếp nha. Đi kêu chị. Đừng quên đâu có đâu chị, chị cũng đăng lên của chị giống nhưng em mà vậy. Nhưng mà bây giờ cái bài mà chị với Tâm viết rồi sao trả tiền sao á chị đâu biết đâu quay này nha. Sau đó em chuyển qua cái bài hòa âm ban nhạc hòa âm nghệ thuật nha Tâm Anh nè, thấy không? Dạ. Nghe không? Tâm Anh là tác giả mấy chuyện tình không suy tư mấy này kia hồi chú cũng là có cái phòng thâu, phòng thâu gọi là phòng thâu rất là đầy nặng không? Tây thi á, em với anh Vũ Linh hay nha. Còn lại với sản xuất năm 71 coi nè. Kiểm duyệt số nè, xăm số 71 nè. Giám đốc nghệ thuật Tâm Anh nè. Đây là những cuốn băng là bây giờ quý lắm luôn. Xong cái bài đó là xong rồi đó, xong rồi quý vị thấy đây là những cái cuốn băng mà bây giờ làm sao mà tìm được quý vị. Hả? Đây là những cuốn băng nhạc ngoại quốc anh. Không có liên đây là ngày xưa mình tuyển những cái bài hát ngoại quốc đó. Cái này của hãng Dĩa công ty Năng Tam. Còn đây là những cuốn băng mà những cái công những cái quán nhạc mà nó sang lại những bài nhạc từng bản. Thấy không? Đây nè. Cũng được bảo đảm rồi. Bây giờ em gửi không? Anh nghĩ lắm rồi, em gửi cái kịch bản qua cho anh nha. Tuyệt vời quá chị ơi. Cái này đến ngày thứ 5. Tại hồi đó cô Thanh Thúy cũng sản xuất nha. Yeah. Đây nè, Thanh Thúy nè. Đó. Đó, đây nè, thấy không? Trời ơi, để ra một cái đĩa như vậy thì thôi ha. Ngày xưa thấy không, cuối nẻo đường tình, Elvis Phương, Diễm nè, kia không? Cái này cô Thanh Thúy sản xuất. Hồi đó Thanh Thúy cô sản xuất 20 mấy cuốn, 25 cuốn cuối cùng. Quá trời luôn, cái cuốn băng hồi xưa nè. Quá nè, Thái Thanh tiếng hát vượt thời gian nè, cái này là của... Đây nè. Mấy cái này là mình còn nghe được hết phải không chị? Bây giờ em phải để nhạc Việt những năm 70 và tiếng hát này năm 70 nè, thấy không? Đã 20 năm lịch sử nghe được đánh dấu rồi đó. Nhà văn Mai Thảo viết nè. Dạ. Muốn làm cái chương trình này mà tụi em muốn làm. Cho nên khi chị Thủy có ngày á, đây nè, Thái Thanh nè, tiếng hát vượt thời gian nè. Ồ hồi đó cũng bằng này 2000 đồng nha. Wow. Trời ơi. Nãy chị Thủy có 2000 đồng Việt Nam hả? Hàng đồng Việt Nam hồi xưa trước năm 75 á. Cô không biết là 2000 đồng lúc đó là bao nhiêu. Cho nên là em không hiểu luôn. Cái này chỉ có một mớ thôi cực, tại vì nó cũng hư rồi. Niên Đức Thắng nè. Niên Đức Thắng nè, cái này hồi đó này là nhạc của hãng Dĩa Việt Nam nè. Việt Nam, cô Sáu. Đúng rồi, cô Sáu nè. Đây nè em coi nè, băng nhạc trẻ, cái này của chú Ngọc Chánh thực hiện nè, nhạc trẻ 8 nè, Ngọc Chánh Nam Lộc thực hiện nè, thấy không? Đây anh thấy không nè, Minh Xuân Minh Phú hát bài đầu Adam và Eve nè, tức là nhạc ngoại quốc mà dịch lại lời Việt, em thấy không? Rồi đây nè, đây là cô Thanh Lan nè, cô Thanh Lan nè, hồi lúc hát tại chắc tại sân trường nào đó em thấy không? Kinh khủng không?
quá trời. Nè, em nhìn cái bìa này là em biết hẳn đi Việt Nam à. Để 6 giờ là phải đi. Từ trang trí hình rồi đó. 6 giờ em đi tới 10 giờ đêm. Quá trời luôn. 6 giờ em đi tới 10 giờ đêm. Đây là những cuốn băng này là mình đã phát hành, từng phát hành nè chị ha. Master. Cái master rồi đấy. Quá trời bự luôn. Hello. Sao cưng? Đây là đồ cổ này nha quý vị nha. Đây là đồ cổ, đồ quý nè. Đó. Ca sĩ này 5 giờ. Mê 5 giờ đến 9 giờ. Ok, là 3 thứ 3 và thứ 5 bức thắng 5 giờ đến 9 giờ. Dạ, tiếng rồi. Hát Việt Nam. Dạ, ok em trai. Rồi. Dạ, miền bức thắng. Rồi. Ok anh yêu. Rồi, dạ, miền dạ, bức em sẽ tính thắng. Liền, em sẽ tính liền. Chúc em gọi sư huynh nha. Chú này rồi, mình chưa bao giờ được nghe. Chưa bao giờ nghe chú này hát lần nào hết. Bây giờ vậy nè, có băng nhạc của anh gì đó, thì bây giờ mình đưa nhạc qua cho anh đánh luôn. Brother band. Yeah, brother band.